Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần. Con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, giáo hội có kinh nói về 7 mối tội đầu, mà tội thứ nhất đó chính là tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo làm cho các thiên thần sa ngã và bị phạt thành quỷ dữ ở trong hỏa ngục. Cũng chính tội kiêu ngạo làm cho tổ tiên loài người tưởng rằng mình sẽ được bằng Thiên Chúa, nên vì vậy mà A-dông và E-va đã mang tội vào trong thế giới này. Và một cách bình thường chúng ta cũng nhận thấy ở trong xã hội, ở trong gia đình, nơi mà chúng ta sinh sống, những người nào mà kiêu căng tự phụ thì thường không được người ta trọng nể và không được nhiều người yêu mến. Ở trong đạo Phật, người ta đều nói tới là không được tham sân si. Cái chữ sân chính là cái lòng tự ái, sự kiêu căng của con người. Và vì vậy mà đạo Phật cũng kêu gọi người ta phải từ bỏ cái tính kiêu căng đó để có thể sống tốt hơn. Thật vậy, tính kiêu căng làm cho con người chỉ biết nghĩ về mình và coi mình là trung tâm của thế giới này. Nên vì vậy họ coi mọi sự của họ đều là tốt đẹp, và cũng từ đó họ có một thái độ khinh chê anh em mình. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong các bài đọc ngày hôm nay đều đề cập đến vấn đề này, nhất là khi người ta phải đối diện với Thiên Chúa thì sẽ như thế nào. Bài tin mừng Chúa Giêsu thuật lại một dụ ngôn kể về việc cầu nguyện. Người ta phải cầu nguyện như thế nào mới đẹp lòng Thiên Chúa? Một người biệt phái là một người có thế giá trong dân, là một người ở trong một cái phe nhóm được kêu là tách biệt. Họ tuân giữ lề luật của ông Môi-se một cách thật là chặt chẽ. Nhưng mà chính sự tuân giữ một cách có vẻ máy móc đó đã làm cho họ khép kín lòng mình và không tỏ lộ tình yêu thương với anh chị em. Cụ thể như trong bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu nói về người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện. Anh ta đứng giữa đền thờ
tách biệt ra khỏi những con người khác. Từ vì anh ta cảm thấy rằng nếu mình đứng gần những con người khác thì có thể bị ô uế, bị nhiễm bệnh. Nên vì vậy anh ta đứng cách xa ra. Và rồi anh ta lớn tiếng thưa với Thiên Chúa. Lời thứ nhất là anh ta tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng mà rồi tất cả những lời sau thì chúng ta đã nghe, đó là anh ta kể về những việc tốt đẹp anh ta đã làm. Nào là tuân giữ lề luật, mà anh ta còn tuân giữ hơn nữa. Nếu luật mời gọi là người ta phải ăn chay một lần, thì đây một tuần anh ta ăn chay hai lần. Và rồi anh ta nộp 1/10 cái tài sản của anh ta, những thu nhập của anh ta, để giúp vào công việc chung. Anh ta khoe khoang với Thiên Chúa về những thành tích của mình. Anh ta kể công, và anh ta nghĩ rằng những cái việc mà anh ta kể ra như thế và những việc anh ta đã làm thì Chúa phải nhìn đến những công việc đó và trả công cho anh. Trái lại với cái kiểu cách của người biệt phái thì một người thu thuế chắc hẳn đã nghe được những lời sỉ mạ của người biệt phái kia: con không như cái tên thu thuế kia. Nên anh ta đứng ở cuối đền thờ, không dám ngước mặt lên mà chỉ cúi đầu và thưa với Chúa: lạy Chúa, xin thương xót con vì con là người tội lỗi. Kính thưa cộng đoàn, một con người ở trong cuộc đời là thích làm những việc tốt, nhưng mà anh ta lại chú tâm vào chính con người của anh ta, để rồi anh ta nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, và anh ta cũng chẳng có lòng yêu mến Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nói: người biệt phái cầu nguyện và ra về thì chẳng được cái gì cả. Còn người thu thuế cầu nguyện trong khiêm tốn và trong thống hối, ông ta cúi mặt xuống, nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Tại vì đối với người thu thuế thì người Do Thái khinh bỉ, tại vì đó là con người cộng tác với ngoại bang để sách nhiễu dân chúng. Và vì vậy mà trong khi cầu nguyện, anh ta đã nhận ra tội lỗi của mình. Và chính thái độ này là thái độ khiêm tốn, và anh ta xin Chúa tha thứ cho anh ta. Và ở nơi đây, cái con người thu thuế này đã lấy Chúa làm trung tâm điểm của đời mình. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu nói: khi họ ra về thì họ được trở nên công chính. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ơn công chính hay là ơn cứu độ của Thiên Chúa, hay là tình thương của Thiên Chúa cho mỗi người, ơn đó là ơn Chúa ban. Con người ta không có công trạng gì với Thiên Chúa cả. Ơn đó được ban qua Đức Giêsu và qua tác động của Chúa Thánh Thần, để người ta có thể nhìn vào những khiếm khuyết của mình và xin Chúa tha thứ và hoán cải. Nên vì vậy, một con người khiêm tốn là con người biết mình, như Thánh Augustino nói: lạy Chúa, xin cho con biết con và con biết Chúa. Biết Chúa là đấng cao cả, là đấng yêu thương. Biết Chúa là đấng bao dung và tha thứ. Biết con chỉ là một thụ tạo hèn kém, không là gì cả, và chỉ là một thụ tạo đầy tội lỗi. Chỉ có những con người khiêm tốn mới có thể nên thánh được mà thôi. Tại vì con người khiêm tốn đón nhận tình thương của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban cho họ được ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tuần tới chúng ta mừng kính Thánh Martino, một tu sĩ ở trong dòng Đa Minh. Và hàng ngày chúng ta đọc và đến với Thánh Martino,
chúng ta cầu xin Ngài. Tại vì Ngài là một con người khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người nữa. Và Ngài đã để lại một cái gương sáng, đó là tình bác ái, yêu thương. Chỉ những con người khiêm tốn thì mới biết mở lòng ra với Thiên Chúa và không dám so sánh mình với ai cả, không dám phê bình ai hết, nhưng mà biết làm sao đáp lại tình Chúa yêu mình bằng cách yêu mến tha nhân. Trong bài sách huấn ca ngày hôm nay, chúng ta cũng nhận ra một điểm, đó là Thiên Chúa yêu thương những con người hèn mọn, những con người thấp bé, những con người mồ côi quá bụa. Tại vì những con người hèn kém này, họ trông cậy vào Thiên Chúa và họ biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu thoát họ. Rồi trong bài thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, Ngài ca tụng Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ban cho Ngài một sức mạnh để có thể loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Và cũng qua đó Thiên Chúa đã nâng đỡ Ngài trong cuộc chiến đấu ở trần gian này. Sự tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa và lòng can đảm mà Thiên Chúa ban cho Ngài, Ngài nói rằng tôi đã chạy đến đích. Tại vì Ngài sử soạn chịu tử hình vì Chúa, và Ngài khuyên bảo ông Timôthê là can đảm lên, can đảm nhìn vào sức mạnh của Thiên Chúa để có thể làm việc của Thiên Chúa được. Và chắc chắn những cái việc mà chúng ta làm, những công việc mà những người Kitô hữu thực hiện với lòng khiêm tốn, với lòng cậy trông tin tưởng vững vàng ở nơi Thiên Chúa, thì những điều đó không qua đi một cách vô ích, nhưng mà Thiên Chúa ghi công và Thiên Chúa thưởng công. Từ vì họ là những con người đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa và biết rằng mình chỉ là con người yếu đuối, nhưng mà sức mạnh của Thiên Chúa sẽ hoạt động mãnh liệt ở trong những con người nương mình vào Thiên Chúa như vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người Kitô hữu luôn luôn biết đến với Chúa, khiêm tốn, cầu nguyện và thống hối. Những lời kinh mà chúng ta đọc, những việc đạo đức mà chúng ta làm, nếu không có một sự khiêm tốn và không có một lòng sám hối thì sẽ chẳng có ích lợi bao nhiêu. Nhưng mà những lời kinh chúng ta đọc để dâng lên Thiên Chúa, nó phải hòa trộn vào chính cái tâm hồn mà chúng ta nhận ra rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta kêu lên Abba, thưa Cha. Và để cho Chúa Thánh Thần tác động thì chúng ta mới có thể có những lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Và lời cầu nguyện của chúng ta phải kết hợp với chính Chúa Giêsu thì lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa. Và khi một con người khiêm tốn thì bao giờ cũng nhận ra những khiếm khuyết của mình và từ đó sống bác ái, sống huynh đệ với anh chị em của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta thấm nhuần lời Chúa để mỗi khi chúng ta đến nhà thờ, mỗi khi chúng ta cầu nguyện trong gia đình, hoặc là mỗi khi chúng ta đi đường hay là ở công sở, chúng ta đều biết cầu nguyện với Thiên Chúa trong tâm tình khiêm tốn và thống hối.